Thưa quý cô chú anh chị, mỗi dịp Tết đến xuân về thì các gia đình sẽ đoàn tụ với nhau, và theo cái truyền thống phong tục của người Việt Nam chúng ta thì mỗi một gia đình sẽ có những cái mâm cơm cúng gia tiên, rồi bàn thờ cúng gia tiên thì gồm các cái loại trái cây, và trong ngày Tết thì người ta sẽ trưng những các cái loại trái cây này, rồi trưng bánh mứt kẹo, rồi các cái loại bông để chơi Tết. Thì bên cạnh đó, còn có những các cái phong bao lì xì, dưa hấu đỏ, bánh chưng xanh. Các bạn có thể nhìn thấy trước mặt chúng ta, đây là hình ảnh mọi người đang lựa trái cây để mua. Trước tiên thì là cúng bàn thờ gia tiên, tổ tiên, ông bà, cha mẹ, tưởng nhớ đến những người đã khuất. Rồi tiếp theo thì cúng ông bà, cha mẹ, và sau đó thì sẽ sử dụng các cái loại trái cây này trước cúng sau ăn. Thì các bạn có thể nhìn thấy rất là nhiều những cái loại trái cây như là mãng cầu, đu đủ, cam quýt, rồi dưa, bòn bon, táo, lê, thanh long, ruột đỏ, ruột vàng, dưa hấu, bưởi, rồi quả Phật thủ. Rất là nhiều các cái loại trái cây tươi ngon để phục vụ bà con, cô bác trong cái dịp Tết. Thì ngoài cái việc mà mua hoa Tết đó, thì cũng còn khá là nhiều thứ như là để trang trí nhà cửa, như những cái loại chậu hoa cúc nhỏ nhỏ này này để mình để trước ban công, trước nhà. Và có nhiều gia đình thì họ sẽ trang trí những cái phong bao lì xì hoặc là những cái lồng đèn ở phía trước mặt, ở trước cửa nhà đó. Bên cạnh đó thì người ta còn bán những các cái như là pháo bông giấy để mình sẽ chơi Tết, tạo ra cái tiếng nổ. Rồi nhiều người thì mua những cái cát này để thay lư hương. Thì đây cô chú anh chị nhìn, ngay lúc này ở trước khu vực kỳ đài Quang Trung đấy, thì chợ rất là đông, bà con cô bác đi mua sắm này, ai cũng đi sử dụng cái chiếc xe gắn máy đó, và mọi người dừng lại để mua những các cái thứ đồ cần thiết như là bún này, mì này, rồi rau củ quả này, đồ khô gia vị, rất nhiều thứ. Đấy, các bạn có thể thấy những cái hình ảnh là mọi người đang chen chân nhau để di chuyển đi vào chợ. Và cái cảnh chợ Tết này thì sẽ diễn ra từ các cái ngày là 28, 29, 30. Cô chú anh chị có thể thấy là lượng người khá đông đang đổ dồn về chợ. Thường Tết thì chỉ có vài ngày thôi. Đấy, và bà con cô bác tiểu thương thì cũng chỉ nhờ những cái ngày Tết này mà buôn bán được thuận lợi. Nhiều người sẽ đi chợ sắm đồ, rồi mua bán, coi xem gia đình còn thiếu cái thứ gì để bổ sung. Thì bây giờ mình sẽ đi gần hơn tới cái cổng chính của chợ. Xin phép được chia sẻ với các cô bác anh chị là ngày hôm nay thì chợ rất là đông. Tiểu thương là hốt bạc cái ngày này. Đây là khu vực kỳ đài Quang Trung nhé các bạn. Kẻ qua người lại, di chuyển, đi tới đi lui cứ như là mắc cửi ấy. Đó là ở phía bên ngoài. Các bạn thấy cũng có những người bán các cái bông vạn thọ này, bán bông vạn thọ, rồi bán trầu cau, bán các cái trái thơm, bông, rồi cúc vàng, cúc vạn thọ. Đây chúng ta đang có mặt trước cổng chợ Nguyễn Tri Phương. Thì như mình trình bày với các cô chú anh chị là ngoài cái việc mua trái
trái cây, mùa bông. Đậu phộng rang đây cô bác ơi. Bông cúc. Thì người ta còn mua những các cái phong bao lì xì Tết. Rồi những các cái miếng dán để trang trí. Trang trí dưa, trang trí bưởi. Đây, trước cổng chợ Nguyễn Tri Phương. Sở dĩ mình hay tới cái ngôi chợ này các bạn vì tiểu thương ở đây khá là thân thiện và không có bị bảo vệ đuổi. Hôm trước mình có đi chợ Thiếc thì anh bảo vệ đã sồ ra và anh ấy ngăn cản không có cho quay phim chụp hình. Mặc dù là tiểu thương thì than là đang bán ế. Mọi người mua đồ ăn thức uống. Còn phía bên ngoài này thưa quý cô chú anh chị thì cũng có rất là nhiều bà con cô bác đang đứng để đợi người nhà của mình đi chợ. Đấy, và ngoài đây mình thấy là người ta bán cũng bây giờ thay vì gói bánh chưng bánh tét thì đã có bánh chưng gói sẵn bán cho mình mua, mình mang về mình chỉ việc sử dụng thôi. Đấy, có những cái bánh là dạ. Bánh đó là nhiêu tiền một cái thưa cô? Cái 150, cái 200. 150, 200, dạ. Đây các bạn nhìn ở trong là có đậu, rồi có thịt heo. Đó, và dạ. Cô bán đến hết ngày nào cô? Bán hết 30 à? 30. Dạ, dạ. Tới chiều 30, dạ, con cảm ơn. Rồi chúng ta đi vô trong nhé. Đấy các bạn, đấy. Đây các bà, các cô đang lựa những các cái phong bao lì xì. Phong bao lì xì để mình sẽ bỏ tiền vô phía bên trong. Rồi lì xì cho các con, các cháu. Rồi cũng có những cô thì đang mua những cái hình dán ở phía bên ngoài cửa. Các cái chữ như là chúc mừng năm mới, phúc lộc thọ, những các cái dây treo để trang trí, tấn tài tấn lộc, 3 con 50 ngàn. Rồi đi tiếp nha. Rồi cũng có những người vẫn còn mải mê đi xin ăn. Đây, những các cái miếng dán dưa, những các cái chữ để dán vào trái dưa, trái bưởi để trưng trước bàn thờ. Dạ. Phát lộc, phát lộc, phát tài. Dạ. Cô sắm Tết được nhiều chưa cô? Đầy đủ rồi. Đầy đủ rồi, à, thế mừng rồi. Đây còn có những cái con rồng này các bạn này. Rồng này là nhiêu tiền cặp đấy đại ca? Rồng nhiêu tiền cặp vậy chứ? Rồng nào? Rồng này này. Rồng lớn đó hả? Rồng lớn đó 320, rồng nhỏ là 260. Một cặp hay một con? Một con đó. Hết cặp rồi. Hết cặp rồi, giờ chỉ còn con thôi. Cái đó là nó kim sa mà, đâu phải là mút con. Vâng, vâng. Cái này để nó sẽ ánh lên này, treo con rồng 300 mấy các bạn này. Cô kiếm tỷ gì? 320, con nhỏ là 250. Còn cái dưới này các bạn nhìn này, chữ chúc mừng năm mới, vàng mới tài lộc này. Các cô đang lựa khí thế luôn. Phải hai người bán. Rồi mình sẽ đi gần hơn vào phía bên trong nhé. Bên này thì anh ấy bán những các cái đế trưng dưa. Các cái dụng cụ đồ dùng nhà bếp. Rồi chúng ta sẽ đi tiếp tục đi vô trong nhé. Cảnh chợ mọi người buôn bán nói chung rau củ quả và bông đó là bán khá là chạy. Còn những cái cửa hàng như là bán giày dép này các bạn này thì vắng khách. Nói chung là bây giờ các cái đôi dép hoặc là quần áo đó, nó không có còn bị hư, nó không có dễ hư nên là người ta
ít mua. Đây, các cái khu vực bán trái cây, các bạn nhìn là trái cây là xoài này. Xoài rất là đẹp nhá, ngon. Bưởi. Rồi, thanh long. Bên này thì táo, cam, rồi bánh tét, đu đủ, quả Phật thủ. Bánh tét, rồi quả Phật thủ, dưa hấu. Áo đồng giá 100.000. Đại hạ giá. Đấy, hàng sale giá bèo. Đấy. Kẹt luôn. Mua xong chưa chị mẹ? Xong hết chưa? Bà sáng nay mất cười lắm, đi kiếm mua mai. Bà đi hoài, không có mai không đẹp. Trong nhà đại hạ giá trái cây. Đấy, xoài, cam, mãng cầu. Nè. Dạ. Ngày hôm nay thì tiệm nào cũng rất là nhiều hàng hóa trái cây để và mọi người cũng có bày nó hơi xích ra ngoài chút xíu để cho bà con cô bác mình lựa. Đó, xoài. Cảnh rất là đông nha các bạn. Đấy, chợ chỉ còn bữa nay và bữa mai thôi. Có sẵn cả bảng giá cho các bạn coi. Cam Mỹ, táo NV, quýt đường, bưởi, xoài. Ở bên này là cái cửa hàng mà mình vẫn hay mua mứt dừa này. Đây những cái trái mãng cầu bự chà bá. Rồi đu đủ, dừa, các cái loại mứt này. Chào cô. Ồ, hôm nay vơi bớt hàng thì sao á? Bán vãn rồi. Bán ngày hôm nay là xong rồi chứ. Ủa, mai nghỉ à? Mai buổi sáng có 2-3 tiếng hồ à. À. Nên tranh thủ rồi coi như hết rồi á. Vâng. Hết rồi. Vâng. Sạch sẽ hàng. Vâng, thôi vậy. Mới mình cũng chúc cho cả nhà, gia đình nào cũng được nhiều sức khỏe. Vâng. Cô bác từ cô bác nước ngoài và trong nước đều ai cũng được nhiều sức khỏe. Vâng. À, dạ. Rồi cảm ơn cô nhá, chúc cô sức khỏe. Dạ dạ. Vâng. À, thưa cô thì mấy ngày Tết này, gần Tết thì sức mua như thế nào thưa cô? Nói chung năm nay thì mới ban đầu á thì chợ thì không có đắt lắm. Vâng. Nhưng bắt đầu từ bữa 20 trở lên thì chợ mình bắt đầu là khách về nhiều. Vâng. Bán được. Yeah. Bán coi như trong vòng có 10 ngày thì đã hết hàng. Yeah. Thấy vậy mình cũng mừng. Cho chợ. Vâng. Thì em ai cũng hả đỡ lo âu hơn. Vâng. Rồi thôi chúc cô nhiều sức khỏe nha. Qua năm thì buôn bán phát tài, sức khỏe lúc nào cũng dồi dào. Rồi mọi người ai muốn mua đồ khô thì ghé sạp cô Thúy. Sạp cô Thúy là 134, số điện thoại 134B nhá. Số điện thoại là 09 08 138 463. Với rất nhiều những các cái món đồ khô. Và ngoài việc bán tại chỗ thì cô Thúy còn gửi đi nước ngoài cho các cô chú anh chị mà không có cái điều kiện về Việt Nam. Và qua đây cũng cảm ơn cô gì, cái bà Sơ Bách gì nhỉ? Cô Tươi. Cảm ơn cô Tươi đã cũng ủng hộ cô Tươi Sơ Bách đó. Đã ủng hộ rồi giới thiệu rất là nhiều để cô Thúy bán được hàng. Rồi cũng chúc cô Tươi nhiều sức khỏe. Mai mốt về Việt Nam có làm các cái chương trình gì nhớ kiếm Tuấn Dương nhá. Chào cô. Dạ. Dạ dạ. Đây, các cái mặt hàng như là dưa này, dưa muối, dưa món. Đó. Ở đây giày dép là 3 đôi 100.000. Đúng không? Rồi, tới đây sạp. Rồi, xin chào. Rồi. Rồi, hôm nay nhiều hàng đẹp quá. Chừng nào mới nghỉ chị? Chừng nào mới nghỉ á? Là hết, bán hết trưa 30 à? Dạ rồi. À, 11 giờ trưa 30. Vậy là hôm nay gần như là buổi cuối rồi đấy. Ngày mai, còn ngày buổi mai nữa. À, bán sáng đêm luôn. Mai ở lại đây luôn.
À, tối nay ở tại đây luôn. À, bán đêm. À. Rồi, đây cũng rất nhiều các cái mặt hàng cho bà con, cô bác mình mua để ăn Tết. Đó, khô cá, rồi tôm khô, các loại. Đây cũng là cái sạp uy tín, sạp chị Thơ nhé. Rồi, cảm ơn chị nhá. Chúc chị gia đình ăn Tết vui vẻ. Dạ. Rồi, vâng, dạ rồi. Thì bán cả mì chả. Rồi, chào cô Thúy nhá. Ăn Tết vui vẻ. Dạ. Dạ. Qua năm gặp lại. Theo như lời các cô thì sau ngày 20 thì chợ là đông khách, buôn bán các thứ là đông hơn. Quên, mình chưa có hỏi giá thịt heo, để lát xíu sẽ cập nhật giá thịt heo. Thôi để quay lại hỏi cô Thúy xem nào. Quên không hỏi thăm cô Thúy là thịt heo năm nay ba rọi đây thì khoảng nhiêu tiền một ký? Gần Tết nó có lên không cô? Đúng vậy ạ. Bao nhiêu cô? Cũng vậy, 200. Còn thịt thịt nạc? Nạc trăm mấy. Trăm mấy. À, để con về Hà Nội con hỏi thử xem ngoài đó giá là sao. Rồi, cảm ơn cô. Dạ. Đây là ba rọi đó thì khoảng 200. Còn cái thịt kia, thịt nạc thì rẻ hơn trăm mấy thôi. Một ký. Đấy, hôm nay thì chợ rất là đông, rất là nhộn nhịp nha các bạn. Không chỉ những cái cửa hàng bánh mứt kẹo mà cái cửa hàng bán rau củ quả này cũng rất là đông người mua. Rồi, chào chú. Rồi. Vâng. Bên này là số 1. Bên này số 1. Dạ. Bên đó là vâng. Xịt hấu ở trong cái vườn đó. Dạ, dạ. Vâng, chào chú. À, hôm nay bán đắt không chú? Xịt hấu đắt hàng. Phục vụ không kịp đúng không? Tết là 29 Tết luôn là phục vụ bà con. Đến mai là ngày cuối cùng. Dạ. Vâng. Hàng hóa là rau vẫn ổn định, bán phục vụ cho bà con. Giá là có tăng không thưa chú? Không có tăng. Giá vẫn giá ổn định. Dạ. Mà toàn đồ của Đà Lạt hết. À, toàn đồ Đà Lạt, rau sạch. Vâng. Đây các bạn này, toàn đồ sạch và có thương hiệu xuất xứ rõ ràng nên là bà con cô bác mình mua thì yên tâm, không có sợ hàng kém chất lượng hay là cái thuốc bảo vệ thực vật hoặc thuốc trừ sâu gì đó. Dạ. Gửi lời tới các mẹ các chị lầu chợ đến hàng ủng hộ cho chợ Nguyễn Tri Phương mình. Dạ vâng. Rồi cô bác nhớ muốn phục vụ thật tốt để các chị em tiểu thương được hài lòng và có cái sức khỏe để tiếp tục ủng hộ những cái lần kế tiếp. Rồi, cảm ơn. Dạ, đây là cửa hàng rau củ quả hồng sen nhá. Sen là cô ạ? À, dạ vâng. Lúc nào cũng tươi như là một đóa hoa. Rồi, xin chào, cảm ơn nhá. Dạ. Tạm biệt, chúc năm mới nhiều sức khỏe. Dạ. Rồi, trời ơi, sạp bánh mứt kẹo này. Có đủ. Đây, bà con cô bác ghé mua. Đây, chị xúc hạt dưa này, cân cho khách này. Đây là gọi là hạt dưa đỏ. Đấy, cả gia đình 3-4 người cùng bán. Đây, mình thấy là có đây 2, 4, 6, 8, khoảng 10 cô chú đang đứng xếp hàng để chờ tới lượt. Đấy, mua mứt dừa. Quá đông nha, cảnh buôn bán. Đây là sạp bà Mười Chè nha các bạn. Chuyên bánh mứt kẹo. Đấy, 3-4 người phụ. Đó làm có kịp không người đẹp? Lai rai. Đấy. Thấy khách xếp hàng đông quá trời này. Đây chị cân đang cân đồ cho khách này. Đây, các cô chú đứng. Ồ, không có qua kịp, không có lối mà đi luôn. Dạ. Rồi, chào bà bán hàng đi ạ. Dạ. Bà đang bán.
Ông mua mứt thắt. Mứt thắt là rồi 2 hộp, ở nhiêu hộp? Dạ. Mứt thắt. Không có bố cái gì hết trơn á. Chỉ bằng tía. Tôi người miền Nam không có biết bố. Cái gì? Mình vô. 40 80 hay 60? 80. Mày hỏi bao nhiêu? 40. Trời ơi, nhưng mà tôi nghe là 80. Ông còn vừa mua ông còn dẫn dẫn nữa. Nè, chọc kẹo quá, bà. Rồi, bánh tét này, bánh chưng. Chả giò đây. Không, con không mua lại. Bà ơi, bà bán hàng đi, không. Tét này là nhiêu tiền một đòn này chị? Đây bánh tét hay giò đấy? 1.2. Rồi còn bánh chưng chị? Ồ, bánh chưng hút chân không. Rồi nặng quá trời luôn này. Ủa sao đồ này gần hết hay sao không thấy châm thêm? Hết rồi á? Vậy á? Rồi hôm nay bán đắt vậy. À thế à? À em nghĩ là ngày 29 cho đông. Vậy bán hết luôn hả bà? Hết hàng à? Ờ. Vậy mừng quá. Đây không có còn đồ để bán nữa này các bạn. Dạ. Và không. Đây sạp là bà 10 chè nhé. Bà cũng tính là bà tặng mình bánh chưng nhưng mình cũng không có nhận. Vì bánh chưng là ở ngoài Bắc thì rất là nhiều. Đây các cô đang xếp hàng nữa. Đây rất là nhiều các cái này, mứt nhà bà làm này các bạn này. Đây là mứt mứt này như là mứt tắc. Còn cái mai mứt này là mứt xí muội này. Vừa lấy em chặt bánh chưng. Ở đây cũng có những người mua bánh chưng, bánh lớn 200 một cái. Cái chắc khoảng gần 2 kg đó các bạn. Đấy, cô bác phải mua những cái gỏi cuốn, chả giò. Đó, đây mứt sen. Ba trăm mấy chục hàng. Đây bà có cái cân này bà. Cái cân này từ nhiều năm rồi. Ủa hết đây là không còn nữa. Bán hết đây là hết hàng, cháy hàng luôn. Trời ơi. Vậy sức tiêu thụ tăng hơn so với năm trước. Bà là rất nhiều lắm. Nữ ra là hàng của bà lúc nào cũng nhiều hơn bà. À, bà đem hàng đi nước ngoài. À, mọi người mua hàng mang đi nước ngoài nên là không có kịp đúng không? Dạ. Bà kinh doanh lâu năm nên là có uy tín. Nên là nhiều người mua hàng của bà. Mứt dừa. Đây các cô chú đang xếp hàng mua này. Đấy, chợ Tết rất là vui nhá. Mình bà có những người muốn mua nhiều cũng không có đủ. À. Mua đủ chưa chị? À. Chị có hay mua bánh mứt kẹo chỗ bà 10 không? Có. Dạ, mối của bà 10. Mối luôn á, mua được bao năm rồi chị? Nhiều năm lắm rồi. Nhiều năm lắm rồi. Bánh bánh mứt kẹo của bà chị thấy ăn được không chị? Ngon. Ngon á? Dạ. Dạ rồi, em cảm ơn chị. Đây này, 3-4 người các con của bà phụ để bán.
Mấy hôm trước các bạn là bày cao ngút lên trên này này, nhưng mà hôm nay không còn nhiều nhé, chỉ còn một số ít thôi. Hai sạp cho con. Này, đó. Trước là hai sạp mà bây giờ bán hết một sạp rồi, còn có một sạp và đó, bên kia nữa kìa các bạn này. Đấy, người thì cân hạt dưa, người thì cân mứt. Bà Mười Chè, chợ Nguyễn Thị Phương. Rồi, xin chào chị nhá, chào bà nhá, chúc gia đình ăn Tết vui vẻ. Rồi, em đi ạ. Dạ, dạ. Rồi. Quá trời đông rồi các bạn ạ. Rồi, mình sẽ đi những cái khu vực khác nhá. Đây thì tới đây là các cái khu mà mọi người đi chợ mua đồ ăn cũng khá nhiều. Xôi này, chè, bánh. Đó, cảnh rất là đông vui. Đúng là cái phiên chợ Tết này các bạn thấy rất là nhộn nhịp. Đây mình sẽ ra ngoài kia mình coi mấy cái cửa hàng bán giò chả này. Đây chỗ này bán các loại giò chả. Có đặt các loại giò chả, chả bách hoa, bánh chưng, giò xào, bánh tét, gà rút xương. Đó, bánh chưng. Bánh chưng cũng được gói rất là cẩn thận, gói 6 cái lạt nha các bạn. Đó, bánh chưng, bánh giò. Rồi đi qua đây một xíu này các bạn, coi là bán mấy thứ như phong bao lì xì, trà, cà phê. Rồi mình rồi có cả những cái bánh tổ, rồi trái thơm, trái lựu. Đây chúng ta sẽ đi ra phía bên ngoài. Đây khúc ngoài này là cổng chợ Nguyễn Tri Phương. Thì chị cũng bán những cái sọt bánh tét này. Bánh tét trong là nhân đậu. Này là nhiêu tiền một đòn chị? 150 một cặp á? Là 75. Một ký không? Đấy ạ. À, một ký ạ. Bánh tét 150.000 một cặp. Trong là có đậu này, có mặn, có chay. Bánh tét này gói ở đâu ấy chị? À, bà điểm Hóc Môn lên à? Dạ, rồi em cảm ơn. À, cổng Nguyễn Tri Phương mà đường Bà Hạt nhá. Bánh tét 150 một cặp. Rồi cảm ơn chị. Dạ. Bà con cô bác nhớ coi xong rồi tới mua ủng hộ nhá. Dạ dạ. Rồi bên ngoài này các cái phong bao lì xì. Những các cái giấy màu trang trí Tết. Rồi bên này thì các bạn thấy người ta bán những các cái mâm sung. Sung túc, sung sướng á. Rồi cam. Phong bao lì xì thì rất rất nhiều. Ở đây trước cửa nhà, trước cửa một số cái tiệm vàng này các bạn là có các cái cây mai này các bạn này. Thì nhiều nhà người dân ấy, người ta cũng trang trí các cái cây mai như vậy. Rồi ngoài các cái cây mai đó thì còn có đào, các loại hoa. Đây là các cái dĩa cau cúng. Đó, rồi lá trầu. Đó, cau bày, trưng bày rất là đẹp nhé. Nhìn như cái mâm xôi ấy. Ở đây thưa cô bác anh chị là các cây mai này. Rồi đấy, mai rồi bông giấy, ong mật các thứ nó nở quá trời luôn. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục đi ra ngoài. Mình sẽ cập nhật cả cái tình hình không khí Tết ở trong và ngoài để cô bác anh chị chúng ta dễ theo dõi. Đây họ bán đu đủ, mãng cầu, rồi trái dừa. Đấy, trái dừa nho nhỏ. Rồi bên này bán dưa hấu, trái bưởi này các bạn này. Ta bổ sẵn cái trái bưởi ra để cho cô bác biết là cái ruột bưởi bên trong nó như thế nào. Đây khúc này bán dưa hấu. Thì rất vui khi mà cái sức mua tăng trong những cái ngày Tết. Bà con cô bác tiểu thương bán được thì mình cũng mừng. Rồi xin chào. Rồi chỗ này bán phong bao lì xì, những các cái đồ trang trí Tết này. Wow,
ngoài đường này các bạn thì cũng rất là đông. Đây những các cái con rồng, rồi những các cái hoa đào, hoa mai, cây tài lộc để trang trí Tết. Dạ, cây lá ngọc cành vàng này. Ông thần tài tỏi trưng bàn thờ, an khang thịnh vượng, chúc mừng năm mới. Rồi chúng ta sẽ đi tiếp nhé, mình sẽ đi ở ngoài đây là phía đường Ngô Quyền. Đây cô chú anh chị cũng thấy là trái cây rất là nhiều loại này. Trái cây thì ở đây có là cam, rồi xoài, táo, mãng cầu, đu đủ, vú sữa. Rồi xin chào. Rồi dưa không hạt 20.000. Rồi bên kia thì bán bông cúc, vạn thọ, các loại trái cây. Nói chung cả hai bên đường đó là bà con cô bác mình cảnh buôn bán rất là đông vui, nhộn nhịp. Đây có người đang lựa những cái cúc vàng này. Nhiêu tiền một cành đó thưa chị? 10.000 ạ. Dạ, cảm ơn chị. Đấy, cúc vàng, cúc vạn thọ. Thì gói vô cái tờ giấy báo cho mọi người mua để mang về. Rồi bên kia nữa các bạn nhìn, trái cây các loại. Rồi đây là hoa lay ơn này, hoa cúc này. Quá trời các loại hoa. Hàng đẹp không? Đó, hoa ly, hoa tươi Đà Lạt, hoa cúc. Rồi củ kiệu 100, 120, 250 là lỗ tai heo. Bên này là dừa này các bạn này. Những cái quào dừa chở từ tỉnh về đây để bán. Rồi khúc đây thì người ta, mấy cô đang gọt dừa. Dừa này dừa trưng bàn thờ. Mấy hôm trước ấy thì có các anh rồi xin chào, cảm ơn cô. Dạ dạ, sắm Tết đủ chưa? Dạ. Năm nào cũng được lên lên sáu. À dạ. Rồi sao gọt giỏi thế cô? Năm nào sáu được lên sáu. Bình thường là chỉ thấy đàn ông làm mà hôm nay thấy phụ nữ chân yếu tay mềm mà thấy cũng khéo quá. Trời ơi mấy chục năm mà cơ. Ờ mấy chục năm rồi. Dạ. Năm nào sáu được lên sáu trời. Dạ. Vâng, YouTube Sài Gòn ngày nay ạ. Ủa rồi làm cái này có mỏi tay tối về có ai bóp tay cho không? Dạ không, ông xã đi bắn muối vô. Này, ôi trời ơi. Bóp. Vậy à. Sao không nhờ ông hàng xóm? Coi có ông hàng xóm nào ơi. Ông hàng xóm bóp, bà hàng xóm bà cho khỏi ăn Tết luôn. Ơi. Cái làm quen rồi. Dạ dạ. Làm cái gì vậy ạ. Bình thường. Đó, tay làm cứ còn phát luôn rồi. Do những cái trái dừa này các bạn nó không có đều nhau nên mình không làm bằng máy được, mà mình phải cắt bằng tay nhé. Vâng. Dạ. Rất là nhanh nhé. Dừa này hôm nay có lên giá không chị? Bao nhiêu tiền một trái, trái bự này ạ? 25. À đúng rồi. Hôm qua thấy chợ Nhật Tảo mà trái dừa có vẻ nhỏ hơn đấy, 15. À. Rồi. Rồi bà làm này đến chừng nào mới nghỉ Tết thưa chị? 30 nếu mà bán đắt thì về sớm, bán trễ thì à có phải bán hết là đi về. Dạ. Dạ. Thường cũng có bán đây nữa. Dạ. Rồi nhà chị ở đâu? Tiền Giang. Tiền Giang. Ồ, Tiền Giang là huyện nào? Quận Chợ Gạo. Chợ Gạo à? Lên tận đây. Dạ. Bắt đây xưa giờ. Dạ dạ. Vâng. Thôi cảm ơn chị nhá. Năm mới chúc nhiều sức khỏe. Sang năm buôn may bán đắt nhá. Dạ rồi, em cảm ơn chị. Dạ dạ. Dạ, cái này là rẻ hơn cái vô rồi. Chút rẻ lắm thôi. Cũng cô nữa cũng gọi. Cô kia con gái à hay sao? Là cháu. À cháu.
nhìn dễ thương quá. À, thôi đi nhá. Dạ. Rồi. Đây mời các cô chú, các cô chú anh chị cùng đi tiếp nhé. Dừa này, mứt dừa này. Rồi đó, mứt dừa miếng, mứt cà rốt. Quá trời đông luôn. Đây cô chú anh chị nhìn cảnh mọi người dừng xe để mua sắm bông trái cây các loại. Đấy, các cô bác lựa sung này, trái thơm này, rồi dưa hấu này. Dạ dạ. Trái mãng cầu này, đu đủ vàng này, đu đủ xanh, dưa hấu, dừa. Đây, cô chú anh chị nhìn cả một cái đoạn đường rất là dài. Cảnh mua bán nhộn nhịp sầm uất, rất là đông vui nhé. Bây giờ Tuấn Dương sẽ băng qua đường, mình sẽ đi về phía mặt sau của chợ. Giờ qua đường được cũng khó nha các bạn. Đây, cái khu này bán cá, rồi hôm nay còn có bán cả bánh tét nữa. Không, bán được, nhiều chỗ bán được lắm cô. Dạ. Cô phải mua gấp 10 lần này cô bán nó mới dễ. Một lần bán không hết. Cô từ dưới tỉnh lên hay sao? Long An lên. Rồi. À. Vậy à? Dạ. À. Và đây còn mấy đòn bánh tét thôi, một ít xoài nữa. Bánh tét này nhiêu tiền một đòn đây cô? 50 ngàn này các bạn. Không. Dạ. Dạ. Không không, con cũng không có ăn. Dạ. Rồi cảm ơn cô nhé. Dạ dạ. Dạ. Dưa, đu đủ. Đây bà ngoại bán đu đủ này. Bán đu đủ, trứng, khổ qua, me, dưa. Nói chung là theo như mình thấy thì những cái cô chú mà bán lâu năm, có lâu năm rồi thì có nhiều khách quen. Giống như là bà Mười Chè đó, thì bà bán bánh mứt kẹo tính đến nay là hơn 60 năm rồi. Và bà có rất là nhiều khách quen, khách mua đồ của bà. Ngoài việc mua ăn trong gia đình thì còn mua làm quà biếu. Đó, chính vì vậy nên là bà bán được lắm. Còn những cái người mới lạ đó thì có thể cũng bán được, nhưng mà không có bán được nhiều như là những cái người mà làm lâu năm, có kinh nghiệm, có gần như chợ các bạn thấy chỗ nào cũng đông. Người ta bán đây là giày dép, quần áo, hoa, dép thì sổ này. Trái cây cũng sổ luôn này. Trái cây, táo các loại. Mãng cầu, dừa, cải thảo. Đó, quần áo, bên này các loại đồ khô, rồi bánh tét, bánh ú, bánh tét. Quần
áo đầm xuất khẩu sale. Bánh tét nhỏ là 30.000 này. 30.000. Đây có bánh tét nhân chuối, bánh tét nhân đậu xanh và thịt, rồi bánh tét nhân đậu đen. Dạ. Đúng rồi. Dạ. Rồi. 30 có chạy 30.000 đòn bánh tét. Các loại giò chả. Ok, xả hàng thu hồi vốn cuối năm, chăn ga gối đệm. Xả hàng thu hồi vốn cuối năm, chăn ga gối đệm. Mọi người chen nhau. Rồi. Có bán mấy cái áo dài may sẵn này. À, bà con mặc mua để đi chơi Tết. Thôi chơi bà luôn, 50 luôn. Đấy, lỡ đây. Chợ ngày hôm nay bán rất là ham nhé. Một ngày mãi lực có khi bằng cả tuần. Rồi, nước sôi, nước sôi. Đồ chay. Có chợ đông quá trời. Yeah. Thì tùy mặt hàng cô. Chỗ bà Mười chè bà bánh mứt kẹo bà bán gần hết rồi, không còn đủ bán. Những người mà bán lâu năm uy tín và vui vẻ niềm nở là bán hết liền. Nhưng mà có thể là cái mặt hàng của mình nó chưa nhiều. Của bà là giống như người nước ngoài về mua 10 ký, 20 ký cũng có. Mua cho quà, cho gia đình. Rồi mua mang đi nước ngoài cũng có. Cô cứ bán lâu năm là bà bán 60 năm hơn rồi mà. Dạ, rồi chào mấy cô. Chờ Tết mà bán đơn giản thế người đẹp. Chầu cau bánh tét. Năm nay ngon cơm rồi đúng không? Sao mọi năm kêu đi trốn nợ, năm nay đâu cần phải trốn đâu, năm nay ngon cơm rồi. Bánh chưng này, bánh tét này. Dạ. Còn có nhiêu đây? Bánh tét này là nhiêu tiền một đòn? Thì chú vốn 80 thì bán 100 mà hôm nay mua 100 mà bán mắc của họ không có được. Bán 100 mà mốt mình mất mối lời 10.000 và nó ngon. Bánh tét. Đó. Và bốn cái hột vịt muối trong này. Và cái bánh chưng này á quận ta bán 200 mà con nhỏ này thương tôi lắm, có lấy 100 mà vô nhiều bán được 150, 120. Và thôi bán cho dạ dạ. Người đẹp bán đi kìa. Bán. Thôi chúc cô năm mới nhiều sức khỏe nhá. Qua năm buôn may bán đắt. Đầu năm sắm vàng, cuối năm sắm nhà lầu. Thôi sắm xe hơi đi chơi vậy. Sắm xe hơi chạy vòng vòng. Và nghe khoái khoái chảy nước miếng à. Chầu cau này nhiêu tiền một lễ này thưa cô? 25.000. Dạ. Và vâng, trời ơi. Vậy. Rồi, chào cô nhá. Chúc ăn Tết vui vẻ. Dạ. Dạ. Rồi. Mời các bạn cùng đi tiếp nhé. Cái tiểu thương ở trong này thì đa số là các cô chú rất là thân thiện. Trái cây các loại. Chợ ngày hôm nay rất là đông. Đây là mình mỗi thứ mình cũng lướt lướt chút chút một thôi. Lướt lướt chút một thôi chứ cũng không có nhiều thời gian để mà quay kỹ từng món một. Ồ. À đây gà này, gà đông tảo đây này. Cái chân con gà này các bạn là nó rất là bự. Gà tiến vua đấy. Cái này nhiêu tiền một ký chị? 400.000 đó. 400.000. Ở đây là cũng rẻ, bình thường là 500.000 đó. 500.000 đến 1 triệu. 500 đến 1 triệu tùy.
tùy theo cái chân, ví dụ như con gà này giá trị là cái cặp chân này, gà này gà tiến vua đó các bạn nhé, giá chỉ có 400.000, cỡ khoảng 16 đô la. Còn gà trống này là nhiêu tiền một ký chị? 220 một ký gà trống thiến, còn gà đông tảo là 400.000 nha các bạn. Em cảm ơn chị nhá. Dạ. Rồi chúng ta đi tiếp nha các bạn. Tới đây là cái khu mà các cô chú bán vàng bạc nữ trang này. Thì cuối năm mọi người cũng sau khi mà cộng trừ nhân chia còn dư chút tiền thì đi tích trữ tài sản, mua sắm vàng, đồ trang sức. Tuấn Dương cũng có làm một cái video clip về bên tiệm vàng Kim Tài Phúc, thì mình sẽ phát sóng trong cái dịp Tết. Mời cô bác anh chị đón xem. Rồi bây giờ chúng ta đi ra tới phía bên ngoài này. Mình cũng quên chưa hỏi chợ hôm nào hay chưa. Nói chung là những các cái mặt hàng đồ ăn thức uống là bán rất là đắt. Còn những các cái mặt hàng rồi chợ vàng đông lắm. Chợ vàng đông lắm. Dạ, đây đi sắm vàng đây. Ôi, một ngày mấy mới khai trương anh? Mùng 6 à? Dạ, em cảm ơn. Dạ, dạ. Dạ, dạ, rồi. Rồi, chúc anh sức khỏe. Ê, một số tiệm thì nghỉ rồi, một số thì vẫn còn hoạt động đến hết trưa 30, 11 giờ. 11 giờ trưa 30 là sẽ chợ bắt đầu nghỉ và mùng 6 là hoạt động trở lại. Đó, chợ buổi cuối là xin chào. Dạ. Đây ra ngoài này các bạn có một cái gian hàng này là chuyên bánh này, các loại bánh dân gian, bánh truyền thống, bánh chưng, bánh tổ. Chào ba. Dạ, chào chị. Chị giới thiệu các loại bánh dân gian này đi chị. Bánh này, bánh da lợn là bán nào chị? Cho em gửi miếng. Đây chị cài không? Chị cài. Đây cái gài lỗ áo này. Dạ rồi. Rồi, cái này bánh da lợn là bán như thế nào thưa chị? Theo dạ, ký ạ? 60 một cái vậy là 900g. 60.000 một cái, 900g. Dạ, còn xôi 60 ngổ luôn cũng cỡ 900g. Dạ. Ba màu nè. Ba xôi ba màu. Dạ. Vâng. Còn này là da lợn mini 30.000 một hộp. Mini 30.000 một hộp. Dạ, dạ rồi. Còn bánh nở bánh tổ, phát tài á, bánh phát tài là 70.000 ổ. 70.000 một ổ. Dạ. Còn thưa chị bánh chưng này là nhiêu tiền bánh một? Bánh chưng thì đăng ký 120. Một ký 120. Dạ. Dạ thưa bánh tét. Bánh tét á thì 140 đòn ký rưỡi. 120. Tét 140. Một ký là cái này là ký mấy? Nói ký là người ta biết à. Vâng, coi là dạ. Bánh một ký còn bự hơn là mắc tiền hơn dạ, đúng không? Dạ, nó nhân lên. Dạ dạ. Dạ nhân rồi, lên. Rồi mấy cái thứ bánh này là bánh này là bánh thơm, bánh thơm cục vàng để cúng giao thừa. Cúng giao thừa. Dạ. Dạ. Có bánh ngũ sắc nữa. Bánh ngũ sắc là nhiêu tiền hộp đó thưa chị? 70.000. Dạ. Rồi bánh pía và đậu bánh phộng. Bánh pía, đậu phộng cuộn. Rồi bánh xôi, lăng. Rồi chè. Dạ. Dừa. Có rau câu dừa đó chị. À có rau câu dừa. Cái câu dừa, nước dừa tươi không á? Nước dừa tươi làm. Dạ. Rau câu dừa này nhiêu tiền hộp chị? Dạ 40 anh. 40.000. Dạ. Dạ. Rồi còn bánh này là bánh bò à? Này là bánh bò ngũ sắc 25.000 hộp 10 bánh. 25.000 một hộp 10 bánh. Chị còn bán đến ngày nào thưa chị? Bán tới 30 cuối luôn, mùng 2 bán lại, cuối mùng 2 luôn. Bán lại. Dạ. Dạ. Đây gọi là sạp bánh gì? Lan Vy. Bánh miền Tây, bánh miền Tây. Sạp bánh miền Tây Lan Vy. Dạ. Rồi, em cảm ơn chị. Dạ. Chúc chị bán đắt nhá. Bên đây có bánh bèo nè, bánh bèo bánh bột lọc, bánh bèo, trần. Bánh bột lọc, bánh ít trần, bánh dừa, dạ. Bánh bò. Dạ. Dạ. Và vậy cô bán cái bánh này được nhiêu năm rồi thưa cô? Dạ mấy chục năm rồi, Tết rồi bán à. Thưa cô, rồi cái này thì ý nghĩa là để làm cái gì cô? Bánh tổ á, cũng như Tết á, phải có cái này. Dạ. Phải có cái này. Vâng. Tổ tiên ông bà. Tổ tiên ông bà. Hồi xưa tới giờ. Dạ. Còn cái bánh này á, tại một gặp á, cũng như tôi giao thừa là tại phát tài. Phát tài. Ừ. Dạ. Còn cái này là bánh túi tiền. À, bánh túi tiền. Là cái xếp là xếp tiền. À, hột lựu với xếp là xếp, bánh xếp là xếp tiền. À. Còn hột lựu là sao thưa cô? Đó là bánh xếp tiền. Không, ý nhưng mà cái trái lựu đỏ là gì ta? Là bánh
bánh xếp tiền, à túi tiền. À túi tiền, bánh túi tiền. À bánh túi tiền. Còn bánh xếp là xếp tiền. À. Cái đó cũng bán theo ký hả thưa cô? Và mà cái này như Tết mới bán hả cô? Tết mới bán. À. Ai mua? Và tại cái tục lệ người ta nghĩ vậy đó. Dạ. Rồi con cảm ơn cô. Đây bánh xếp là xếp tiền này, còn cái bánh trái lựu này là túi tiền. Cảm thấy ưng ý. Ở đây là bánh trái lựu, có trái lựu lớn, trái lựu nhỏ. Chữ tiếng Hoa, cái này ở đây là bánh gia truyền. Này thì cân theo ký. Này 638 ngàn. Ok. Rồi, ghi chữ đẹp đẹp giùm em nha. 638 ngàn. Ghi chữ mỗi thứ đi, chữ thải đi, chữ tài, chữ tài, chữ phát, chữ số, chữ đại tác. Ok, đúng chữ. Yeah. Anh chụp hình đâu vậy? Đây. Sao bấm, đây bấm cái này đây. Em không đeo kiến á. Đó. Đây chỉ còn mua xong rồi chỉ còn chụp hình. Có chụp chị trước tiệm bánh em chụp cho. Đó, được rồi. À. Vâng, thưa chị là chị mua cái này là để biếu hay là cúng gia đình? À. Người Hoa thì thường mua cái bánh này. Dạ. Cúng để vui vẻ tốt á. Vâng. Phát tài, nó có ghi chữ vâng. Đại cát hay chữ phát tài gì đó vâng. Trên cái bánh này. À. Hoặc dạ. Là bánh tổ. Dạ. Đó, chị đang ghi chữ. Chị đang ghi chữ. Vâng. Đây mình sẽ coi chị ghi chữ nha. Chị viết đó chữ gì đấy chị? Dạ chữ Phước. Đây. Cái bánh này rồi có ăn được không chị? Ăn được luôn. Đây chị đang viết chữ trên từng cái bánh nữa. Chị ơi, bánh này là bán theo ký là nhiêu tiền một ký chị? 300 ngàn một ký ạ. Yeah. Rồi, rất đông người dừng lại để mua bánh này các bạn. Đây, hai ông bà cũng đang đi mua bánh. Cô mua bánh xếp đấy hả cô? Dạ. Cô bánh xếp này là nó ý nghĩa là sao cô? Bánh sống dịch dễ đéo chứ. Ý nghĩa là tục lẽ của người Tàu cũng sự may mắn đến với mình vậy đó. À, dạ. Tục lệ người Hoa là mang may mắn. Người Hoa là mua này cúng không à? Chứ không phải là cái xếp là xếp tiền à? Không phải à? May mắn đến với mình. Dạ. Rồi bánh trái lựu này, trái lựu nhỏ, trái lựu lớn. Các cái thứ bánh của người Hoa làm đang nặng để bán trong cái ngày 23 này. Đây gia đình cũng nặng xong ngồi vẽ này. Kéo để khía cái bông của nó ra. Trái lựu. Còn bên đây là các cô chú anh chị đang nặng. Làm rất là khéo nhé. Bên kia là nặng bột xong. Thì
Trong này là mè trắng. Trong đấy là nó khô. Đấy là nó khô luôn đấy. Gọi là tắm mè. Cái bánh này chỉ người Hoa mới có nha các bạn. Còn ngoài Bắc tụi mình Hà Nội không có cái bánh này đâu. Đây là văn hóa truyền thống. 4 mấy năm rồi anh? Dạ. Này cũng là nghề gia truyền đúng không anh? Dạ. Đây ở đây các bạn ấy sẽ chỉnh sửa lại, sau đó rồi cắt cắt, sau đó bạn kia bạn ấy sẽ vẽ cái phẩm màu đỏ thực phẩm á, đang nặng cho cái cánh này nó đẹp. Đấy, em bé rất giỏi nhá, cầm cái bút vẽ. Sẽ nặng lại. Dạ, xin chào. Bạn ấy sẽ chỉnh sửa lại. Một ngày vẽ được bao nhiêu cái con? Sáng giờ vẽ được bao nhiêu cái rồi? 6 cái. 6 cái rồi á? Trời ơi, mới ra. Con tên gì? Ngọc. Ngọc, Ngọc học lớp mấy rồi? Lớp 6. Có phải họa sĩ không? Không phải họa sĩ à? Họa sĩ tí hon. Từ từ rồi đấy, có một cái kia chổi cỏ vẽ. Đi ăn cơm đến bệnh viện Chợ Rẫy 10 giờ tụi em phát, có cả phát tiền nữa, tới đó nhá. Ở ngoài đường em không cho, ra cổng bệnh viện Chợ Rẫy cổng số 6 xếp hàng, 10 giờ tụi em có phát mấy trăm phần nhá. Dạ. Đây các loại bánh này, này các bạn này, bánh mọc đường rồi. Chiếc cái bánh lớn này là nhiêu tiền một chiếc chị? Cái đây ạ? À, cứ tính 300 ngàn một ký ạ. Rồi, em cảm ơn. Ở đây chúng ta sẽ vô trong này coi nhé. Dạ, xin chào. Đây các chú cũng đang nặng những cái chiếc bánh. Đây là nghề từ ông bà truyền lại. Đấy, nặng một ba người làm đang rất là khẩn trương nhé, để kịp bán bánh. Năm nay làm bánh này có nhiều hơn năm trước không anh? Như nhau. Dạ. Cái này đa số chỉ người Hoa mua chứ người Việt có mua không anh? Thường là cái người Việt mà ở trong khu người Hoa ấy, họ cũng quen, họ cũng bắt chước là học theo. Ở đây là người Việt cũng nhiều lắm. Vâng. Nặn rất là tỉ mỉ. Cái thời gian nặn một cái bánh này tới 3 phút không ạ? Đúng kia là 20 phút là cả chiên ạ. Dạ. Thành phẩm là 20 phút cả cái thời gian chiên. Thì bột các thứ nhân đã chuẩn bị sẵn rồi nha các bạn. Sau khi chuẩn bị sẵn thì các chú, các anh ấy sẽ nặng thành hình cái trái lựu. Nặng xong thì mang qua bên kia cho tắm mè. Tắm mè xong rồi các bạn ấy chỉnh sửa lại, rồi các bạn ấy vẽ. Vẽ xong mới cho vào chảo dầu chiên. Rồi em cảm ơn gia đình mình nhá. Dạ. Tuấn Dương xin kính chào quý khán giả của kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay. Rất vui được đến với quý cô chú anh chị trong một video clip chia sẻ những hoạt động buôn bán vào những ngày cận Tết ở Sài Gòn ngày nay. Thưa quý cô chú anh chị, ngay lúc này thì Tuấn Dương đang có mặt ở trên con đường Nguyễn Trãi,
Và hôm nay thì Tuấn Dương sẽ mời quý cô chú anh chị cùng với Tuấn Dương, chúng ta sẽ đi coi những các cái hoạt động buôn bán của cộng đồng người Hoa ở Sài Gòn Chợ Lớn, khu vực quận 5. Mời cô bác anh chị cùng đi với Tuấn Dương nhé. Thì thưa cô bác anh chị, vào những cái dịp Tết thì có những cái mặt hàng mà khu vực quận 5 này ra chỉ bày bán trong cái dịp Tết, đó là các loại như là bánh lựu đỏ thì thường là người ta sẽ bán chủ yếu trong cái dịp Tết, rồi các cái loại bánh tổ, bánh phát tài, các cái trái đào tiên. Đây đang là phường 14 quận 5 nha các bạn. Giờ mời cô chú anh chị cùng với mình, chúng ta sẽ băng qua đường để coi cận cảnh những các cái loại bánh được bán cho bà con người Hoa trưng cúng trong cái dịp Tết. Dạ chào chú, đây có bán nước mát này, hạ mặt, hạ khô thảo, mía lau, nước đắng, rong biển 24 vị. Dạ. Sài Gòn ngày nay chú. Đúng rồi. Dạ. Chuyên bán nước mát rồi chú. Dạ. Rồi. Dạ dạ. Vâng, cảm ơn cô. Rồi. Dạ. Đây, các loại bánh này. Càng cứng càng ngon nha. Bánh tổ. Đúng rồi. Đó, anh còn bán, còn tư vấn cho khách những cái cách sử dụng nữa. Đó. Chào anh. Ý là rửa mạnh ra nó khác ngạt nó được. Bánh tổ. Dạ. Cái này thưa gọi là bánh gì đây thưa bà? Truyền thống hồi xưa. Bánh truyền thống hồi xưa. Cái này là nguyên chất. Nguyên chất. Chỉ có mình cô có loại này thôi. Dạ. Vâng. Cái này nó gọi là bánh gì thưa cô? Cái này là bánh tổ. Bánh tổ. Nhưng mà đường này á cũng như là làm cực hơn, thợ dạ. Cũng phải làm. Tại trong nhà mới làm được. Vâng. Thấy đi hết cái chợ có ai bán. Đúng rồi, cái màu nó đậm hơn đúng không? Còn thường của người ta là màu nhạt. Đường nó cũng như là nguyên chất của Hoa. Để mắc hơn. Vậy thưa là bán cái này theo ký hay theo cặp hả cô? Một ký 101. Vậy ạ. Và vậy cô bán cái bánh này được nhiêu năm rồi thưa cô? Mấy chục năm rồi, Tết là bán à. Thưa cô, rồi cái này thì ý nghĩa là để làm cái gì cô? Bánh tổ á, cũng như Tết á phải có cái này. Dạ. Phải có cái này. Vâng. Tổ tiên ông bà. Tổ tiên ông bà. Hồi xưa tới giờ. Dạ. Còn cái bánh này á tại một gặp á cũng như tới giao thừa là phải phát tài. Phát tài. Dạ. Còn cái này là bánh túi tiền. Bánh túi tiền. Là cái xếp là xếp tiền. Hột lựu với xếp là xếp, bánh xếp là xếp tiền. Còn hột lựu là sao thưa cô? Đó phải hột lựu à, đó là kêu bánh xếp tiền. Không, ý nhưng mà cái trái lựu đỏ là gì ta? Là bánh xếp tiền, túi tiền. Túi tiền, bánh túi tiền. Bánh túi tiền. Còn bánh xếp là xếp tiền. Cái đó cũng bán theo ký rồi thưa cô? Ký. Vâng. Mà cái này như Tết mới bán rồi cô? Tết mới bán. Dạ. Rồi con cảm ơn cô. Đây bánh xếp là xếp tiền này, còn cái bánh trái lựu này là túi tiền. Các bạn nhìn này, những cái thứ bánh ở trong là có một cái nhân, rồi ở ngoài là bột, rồi sau đó được tắm mè. Cô ơi, còn mấy cái bánh đường ấy là cục đường, cục vàng năm nào cũng ngọt ngào. Rồi con cảm ơn ạ. Đó các bạn nghe các cô giải thích cũng rất là dễ hiểu nhá. Đây mình cũng thấy các anh chị khác đang mua các cái loại bánh này. Ở đây thì họ còn bán cả nước sâm, nước mát này. Rồi bánh tổ rất là bự nhé. Bánh tổ, bánh xếp, bánh túi tiền, người trái đào. Cái này thì cứ cân lên rồi tính tiền. Đây ở trong là còn bán là nước mát này, nước mát trị bệnh, sạn thận, bí tiểu, men gan cao, bánh trái lựu. Đấy, mọi người có cái giấy để
cho nó đỡ bị bụi. Đó. Anh bán hàng anh còn tư vấn cho khách rất là kỹ nhá. Rồi chúng ta đi tiếp. Đây là các cái căn nhà người Hoa, các bạn nhìn là ở dưới là một có cái bàn thờ ông địa, trên là thờ thiên. Còn bên ngoài các bạn nhìn có cái chữ Phúc, Ngũ Phúc Lâm Môn. Rồi tiếp theo đây cô chú anh chị đi tiếp với Tuấn Dương. Ở đây cũng các loại bánh như là bánh bao, bánh phát tài, bánh cháy lựu, dạ, túi tiền, đường vàng, dạ. Dạ dạ. Mua bánh ủng hộ bà thì 853 Nguyễn Trãi ủng hộ bà. Dạ. Em đang live stream hay là không? Em quay về em mới up ạ. Dạ. Này mình cháy lựu cháy đào là bán như nào thưa anh? Cái một đào, cặp đào bự này là đào bự. Vâng. Đào bự này cúng Phật bà Quan Âm. Vâng. Đào bự cúng Phật bà Quan Âm. À, cúng xong là mình lấy lọc để mình nấu rượu, nấu chè ăn. Cái này là đường. À, cái đó là đường. Làm từ đường. Dạ. Nấu chè ăn lấy lọc. Vâng. Còn là, những cái cục đường này thì sao anh? Cái đấy cứ trưng hoài chứ. Đúng rồi, cục đường là cúng thần tài thổ địa. Thần tài thổ địa. Dạ. Cá chép, rồng, rồng dạ. Có 5 con rồng hơn. À, đây, có con rồng này các bạn này. Ở đây có để giá này, cặp đây là vàng này 40 ngàn một chiếc kìa. Dạ. Rồi con rồng này đây các bạn này. À, con cá chép này. Cái nhóm cũng 20 ngàn. Dạ, dạ. Rồi. Túi tiền trái lưng. Dạ. Rồi cảm ơn anh. Dạ. Rồi. Cũng hậu bàn cá dân. Dạ. Dạ cũng mấy lần quay. Dạ dạ. Dạ dạ. Rồi các loại bánh kẹo, bánh trái lựu đỏ này các bạn này. Rồi. Bánh trái lựu. Rồi bánh tổ. Rồi bánh xếp, xếp tiền nữa. Ở đây người ta còn sản xuất và chiên tại chỗ luôn nha các bạn. Đó. Các thứ bánh của người Hoa chỉ. Đó. Trái lựu, rồi trái đào. Đây có cả cá xếp này. Rồi mấy trái đào, cá xếp vàng. Ở đây những trái lựu của các bạn được viết chữ lên trên. Rồi bánh xếp. Đây tiếp theo các bạn nhìn này. Đó. Gần như nguyên một cái khu phố này bà con chỉ bán trong cái dịp Tết thôi. Đó, chú ạ. Đây đây, bà con cô bác đang Dân ơi dân. Đây ở trong là chiên. À, trong thì đang chiên. Khách mua thì sẽ được lấy cái rổ, bỏ vô cái rổ. À, mọi người sẽ tự lựa theo cái form dáng mà mình cảm thấy ưng ý. À, ở đây là bánh trái lựu, có trái lựu lớn, trái lựu nhỏ. Bánh tổ sám kỳ
chữ tiếng Hoa. Cái này ở đây là bánh gia truyền. Này thì cân theo ký. Ok, rồi rồi, ghi chữ đẹp đẹp giùm em nha. 638 ngàn. Ghi chữ mỗi thứ đi, chữ Khải đi, chữ Tài, chữ Tài, chữ Khác, chữ Số, chữ Đại Khác. Ok, đúng chữ. Yeah. Ê, anh chụp hình đâu vậy? Đây đây đây, bấm, đây đây, bấm cái này đây. Em không đó. Đeo kiến á. Đó. Đây chị còn mua xong rồi chị còn chụp hình. Có chụp chị trước tiệm bánh em chụp cho. Được rồi, được rồi. Thưa chị là chị mua cái này là để biếu hay là cúng gia đình? À. Người Hoa thì thường mua cái bánh này. Dạ. Cúng để vui vẻ tốt á. Vâng. Phát tài, nó có ghi chữ vâng. Đại Cát hay chữ phát tài gì đó vâng. Trên cái bánh này. À. Hoặc dạ. Là bánh tổ. Dạ. Đó, chị đang ghi chữ. Chị đang ghi chữ à? Vâng. Đây mình sẽ coi chị ghi chữ nha. Đó, chị viết đó chữ gì đấy chị? Dạ chữ Phước. Đây. Cái bánh này rồi có ăn được không chị? Ăn được luôn. Đây chị đang viết chữ trên từng cái bánh nữa. Chị ơi, bánh này là bán theo ký là nhiêu tiền một ký chị? 300 ngàn một ký ạ. Dạ. Rất đông người dừng lại để mua bánh này các bạn. Đây, hai ông bà cũng đang đi mua bánh. Cô mua bánh xếp đấy hả cô? Dạ. Cô bánh xếp này là nó ý nghĩa là sao cô? Bánh xếp dịch dễ héo chứ. Nó nghĩa là tục lẽ của người Tàu cũng sự may mắn đến với mình vậy đó. À, dạ. Tục lệ người Hoa là mang may mắn. Người Hoa là mua này cúng không à? Chứ không phải là cái xếp là xếp tiền à? Không phải à? À, may mắn đến à, may mắn đến với mình. Dạ. Dạ. Con cảm ơn cô. Chung he thì nào? Có kể cho mày nha. Rất nhiều những cái bánh đã thành phẩm cho khách mua mang về để trưng. 600 gram. Ở bên kia thì là bánh tổ. Cắn lộn á. Bánh sau khi mà viết chữ xong thì cho vào những cái túi giấy bìa. Túi giấy bìa giống như là bìa xi măng á các bạn. Đây là một mẻ bánh đang xiên này. Nó lửa nó riu riu. Dạ thưa chú, cái này bao lâu thì nó chín ạ? Một tiếng, cứ để lửa riu riu thế xong mình đảo cho nó đều. Chết cho trúng thầu luôn. Dạ. Lửa lớn là nó bể bánh. Dạ. Và cái này chiên trong vòng một tiếng nha các bạn. Thì phải chưa lửa liu riu. Dạ thưa rồi, còn cái này mang ra ngoài thì mình để được bao lâu ạ? Hết tháng riêng luôn. Tháng rưỡi luôn. Đây các bạn nhìn này, lửa liu riu thôi. Thì cái bánh nó không có bị bể. À đúng rồi. Và nếu mà lửa lớn thì nó sẽ bị nứt nữa nha các bạn. À dạ. Và dạ dạ
Và dạ dạ. Đây là bánh xếp này các bạn này. Ở đây hai cô chú cũng mua bánh về cúng. Tục lệ của người Hoa là như vậy đó các bạn. Mang lại may mắn trong năm mới. Đây các cái du khách người nước ngoài các bạn họ cũng rất thích. Mình xin chia sẻ lại nhé. Đây là bánh tổ sấm ký nhé. Bánh tổ sấm ký. Mấy cái bạn khách nước ngoài đó người ta cũng rất thích các cái loại bánh này. Người ta cảm thấy là lạ. Rồi cảm ơn cô. Rồi chúng ta sẽ đi tiếp những các cái gian hàng khác. Đây các bạn này thì cái này họ làm dạng là mẹ bồng con này. Đó, đây một cái, đây một cái này. Đó. Cái nhà lớn và cái nhỏ. Đó, có dán những cái chữ phúc lên trên. Đó. Rồi bên đây thì chú cũng đang chiên một cái mẻ bánh xếp mới. Đây là chợ thủ đô các bạn. Và các cái đồ cúng mà các cây phát tài. Rồi những cái hoa sen, quản đường. Rồi cây thông. Bự quá. Cái đó là nhiêu tiền đây ca? Này 400. Dạ dạ. Tổ. Ở đây bà con cô bác cũng đang ghé để mua. Tỏi trưng thần tài, các cái thứ đồ cúng. Đối diện bên này ấy là tiệm bánh mì Tăng này, có từ năm 1968. Tiệm này cũng rất là nổi tiếng nhé các bạn. Ở bên này thì chợ bán trái cây, chợ khúc này gọi là chợ thủ đô các bạn. Hôm nay thì mình sẽ không có đi vô trong chợ mà mình chủ yếu quay những các cái thứ mà người ta bán ở đây, như là những các cái loại bánh của người Hoa. Khá là đông. Mọi người vừa ăn vừa bán hàng. Bên này thì có tiệm là Lý Hòa Chân Lạp Vị Gia, số 200B đường Phùng Hưng. Rồi, các loại bánh này các bạn nhìn này. Cúng ông địa thần tài. Đó, năm nay ngày tháng bao nhiêu đó. Rồi những cái thỏi vàng, những cái bánh bao. Nhìn rất đẹp nha các bạn. Ở bên này cô bác anh chị đang nhìn đang bỏ vịt lạp rồi cá lạp xưởng. Rất đông người đang lựa nhé. Tiệm này bán cũng lâu năm rồi. Đây các bạn nhìn cái chữ này, chữ Hoa kìa. Rồi tiếp theo chúng ta đi coi những cái quầy khác. Đây các bạn nhìn này, ta trang trí những cái
Đó. Cái trái đào đỏ nhìn rất là đẹp. Mình thì không quá hiểu về cái phong tục của người Hoa, nhưng mà đây cũng là một cái nét văn hóa mà vẫn còn gìn giữ được cho tới tận ngày nay. Rồi đây, cá vàng, bánh có các cái chữ này các bạn ơi. Nguyên cả một cái dãy phố các bạn. Ở đây cũng có khá nhiều những cái cửa hàng họ bán các cái loại bánh này, chỉ bán trong cái dịp Tết mà thôi. Đây, các cái trái đào tiên, bánh tổ, rồi bánh trái lựu, những các cái thỏi vàng. Dạ, YouTube anh ạ. Đó. Màu hồng, màu vàng. Rồi, tiếp theo bên đây nữa các bạn. Đó, những cái thứ đồ cúng. Bánh có chữ hạnh phúc. Rồi ra tới đây là khúc khu vực đèn năm ngọn và thương xá Đồng Khánh này các bạn. Bạn gái này đang mặc áo dài để băng qua đường. Đấy, chụp hình thì có 3-4 bạn là chụp dùm. Bên trong này cô bác anh chị, đây là chùa Ông Bổn. Thì đây là một cái ngôi chùa rất là cổ kính của người Hoa. Mình cũng thấy người ta treo những các cái băng rôn với những cái khẩu hiệu. Tuấn Dương thì không có rành tiếng Hoa. Mình sẽ đứng ở phía bên ngoài thôi. Cô người mẫu của chúng ta đang được mấy bạn ấy đạo diễn hình ảnh để chụp những cái kiểu ảnh thật là đẹp. Chỗ này thì nó hơi vướng cái xe gắn máy chút xíu. Đây các bạn nhìn bà con cô bác đang mua những cái phong bao lì xì, rồi pháo bông trang trí. Ngày hôm nay mình thấy người ta bán cũng vãn vãn rồi. Giờ cũng là chiều 29 Tết rồi các bạn. Đây người ta bán những cái cây như là đu đủ này, rồi những cái lồng đèn này, rồi giấy, những cái giấy để trang trí, ni lông dạng như là khăn trải bàn đó. Đặc biệt pháo 4 tấc 75k. Những cái khăn trải bàn. Cái này để mình trải lên trên bàn này. Trang trí nhà cửa. Ở bên này người ta bán các cái loại bông, rồi mai, đào, pháo, pháo giấy để cho mọi người mua chơi Tết. Nói chung ngày hôm nay thì bà con sẽ gần như là người ta trang trí cũng hòm hòm rồi, chỉ có mua thêm những cái cây pháo hoặc là những cái dây nhỏ nhỏ này các bạn, để mình trang trí những cái cây mai, cây đào. Đây các bạn nhìn mấy cô đang đi để mua này. Đây những cái tiểu cảnh nho nhỏ là cái quạt giấy, rồi bánh chưng, bánh dày, bánh tét. Mọi người mua thì tấp xe vô. Đó. Đấy, những cái này mua thì vừa trang trí thờ cúng. Đấy, những các cái mảnh
có chữ chúc vàng mừng năm mới, mai vàng nở rộ mừng năm mới, đào hồng khoe sắc đón xuân sang, chân tâm tài tất đáo, mai vàng nở rộ mừng năm mới, vạn sự như ý. Rồi chúng ta sẽ đi tiếp. Một cái khúc này tuy là khá ngắn nhưng mà buôn bán thì rất là đông vui. Các bạn nhìn thấy pháo hoa đăng này khá nhiều, pháo hoa đăng giấy. Bà con mua, cô bác thì mua cũng khá nhiều thứ. Những cái con rồng trang trí, rồi những các cái chữ để treo trang trí cây kiểng ngày Tết. Đây những cái đồ trang trí này các bạn nhìn, những cái túi tiền ở hình trái thơm, hình những cái quạt, cái hình những cái chiếc túi này ở chữ phúc, rồi các cái miếng ngọc bội. À, có cả những cái người nước ngoài họ cũng đi để họ mua đồ trang trí nhé các bạn. Ở đây một cái tiểu cảnh Tết này, bánh trưng, có mai, có bánh tét, có con rồng, phong bao lì xì. Pháo giấy. Đó, rồi với con rồng. An khang thịnh vượng. Giờ mọi người thì tấp xe lại mua nhanh gọn lẹ. Đấy, khách thì cứ muốn đòi bớt. Chị gái đang nói là bớt tiền rồi đó. Rồi, cái sự vạn sự như ý. Rồi, những cái con rồng và các cái bánh pháo. Rồi những cái chữ này để treo trang trí cây kiểng. Rồi cái chữ chúc mừng năm mới. Ở đây có cả những cái khách nước ngoài họ cũng đang muốn tìm mua những các cái đồ trang trí. Đây những cái chiếc quạt màu vàng, màu đỏ, an khang thịnh vượng và phát tài. Đấy, chị cũng đang lựa những cái chuỗi lồng đèn, để những cái bánh pháo để mua để trang trí cho những cái cây kiểng như mai hoặc đào. Ngày hôm nay thì theo như Tuấn Dương thấy có vẻ như là mọi người đã cơ bản là người ta đã sắm sửa khá khá rồi. Nay chỉ mua bổ sung thêm. Nếu mà trang trí, ai có ý định mà trang trí Tết thì ta sẽ mua trước đó. Khá là lâu rồi. Đây, những cái câu đối có chữ là chúc mừng năm mới này, vạn sự như ý này. Có những người hỏi mua cái lồng đèn size nhỏ, tiệm cũng đã bán hết rồi. Ở phía dưới này các bạn có bánh chưng, bánh tét này, giấy đỏ, giấy màu, rồi các cái đế chưng dưa, các cái bánh pháo. Rồi, chỗ này pháo quá trời luôn này. Tiếc rằng là mình thì đi máy bay nên là mình không có mua được những cái pháo này, pháo hoa đăng.
quá trời nè các bạn này. Pháo hoa đăng, pháo giấy ấy, nó phát ra một cái tiếng nổ nhỏ nhỏ. Rồi, pháo giấy quá trời luôn. Nguyên cái này các bạn này. Nhiều pháo giấy. Rồi à. À, có người thì mua nguyên cả thùng về này các bạn này. Mua nguyên cả thùng về thống phụt bằng giấy. À, ngày hôm nay thì những cái pháo giấy đó là mọi người sẽ mua cho tới tận giao thừa. Đây các bạn nhìn. Ở đây thì có những cái lồng đèn trông cũng rất là đẹp này. Có hình con rồng này, vạn sự như ý này, con rồng lắc lư. Ở những cái chiếc lồng đèn màu đỏ trông cũng rất là đẹp nhé. Cá chép từ trên lồng thần tài nhiều tiền. À, con rồng vạn sự như ý. Mua khá nhiều những cái ống pháo để sử dụng và đêm giao thừa. Đây, một bạn này đang lựa những cái chỉ đang lựa những cái dây có hình con rồng trang trí trong ngày Tết. Để các bạn ấy đưa cái mâm để mọi người lựa cái nào thì bỏ vô. Rất đẹp nhé. Đây, khách sẽ lựa thêm các cái món khác, những cái phong bao lì xì. Thì sẽ lựa thêm các cái phong bao lì xì. Đấy, ở trong này các bạn thì còn rất là nhiều những các cái tiểu cảnh khác này. Mèo ngoắc tài ngoắc tiền, rồi chữ Tết, rồi phong bao lì xì thì cũng có rất nhiều nha các bạn. Hình rồng, chữ lộc, chữ phúc, chữ tài. Rồi, khúc này các bạn là tượng đài Phan Đình Phùng này. Thì bên này các bạn mình thấy ta còn bán các cái túi vàng bạc, con rồng, rồng vàng, heo vàng. Khách đang dừng lại để mua. Tiếp theo đây cô chú anh chị nhìn những cái quầy bán đồ trang trí. Đây là tiệm Kim Vạn Lợi. Rất đông người tới mua đồ trang trí. Thì
thấy tiệm có để bảng giá là chỉ 15k thôi. Đây ta đang thay cái pin rồi. Xuân An Khang 2024 Tết như ý. Này giá chỉ có 100.000 này các bạn này. 100k Xuân An Khang Tết như ý. Rất nhiều cái chữ phúc, chữ lộc. Rồi, có hình ông thần tài treo cái nhánh mai vàng. Đây hình những cái con lân. Đó, phong bao thì có chữ phúc này, vạn sự như ý. Có cả cái phong bao là cái quạt luôn á. Rất là xịn sò. Bộ ông Phúc Lộc Thọ. Ta để giá có những thứ là có 25k, 15k thôi. Khách mua cũng khá đông nha các bạn. Đâu có gì đâu. Đây bà con mình lựa khí thế luôn. Giá cao. Thầy bỏ ra cái chỗ 4 triệu. Rồi cái giao xe này hết thì có tiền để chạy. Bà con cô bác vô lựa để tham quan mua sắm, coi những cái mẫu nào ưng ý chốt luôn. Chỉ còn ngày mai nữa thôi là chúng ta tới Tết rồi. Mọi người đang lựa xem cái mẫu nào phù hợp với gia đình nhà mình. Rồi, 2024 chúc mừng năm mới. Họ treo những cái con rồng lên này. Rồi những các cái tiểu cảnh trang trí, những cái mẹt, cái nón. Có cái giỏ. Rồi, cũng có những người bán bánh tét này. Cứ treo các cái đòn bánh tét này lên bán cho khách. Nằm lên đổ miếng nước chơi không? Nằm lên đổ miếng nước chơi. Mình thấy pháo bông giấy người ta bán khá nhiều nha các bạn. Đây cũng có những ông cụ chống gậy đi mua. Chống gậy đi mua đồ trang trí Tết. Còn bên kia các bạn thì nguyên một cái dãy phố đỏ rực luôn. Thỉnh thoảng thì mình thấy cũng có những người người ta bắn pháo giấy lên, tạo ra những các cái mảnh vụn bằng kim tuyến. Đây nhiều gia đình bây giờ các bạn đang chuẩn bị cái mâm cơm để cúng tất niên. À,
không. Đại cát đại lợi này, xuân về con cháu hưởng phú quý, má đáo thành công, xả treo hàng rồng hai con 100 ngàn. Ở đây là những cái chữ để treo ở cửa, rồi dán dưa, rồi chữ chúc mừng năm mới. Bà con cô bác mình mua để treo trước cửa, để dán dưa, dán dừa, dán bưởi. Đó, không khí mua sắm cũng khá là vui. Đây người ta bán những các cái cây kim tiền vàng bạc, là những cái thỏi vàng. Cung hỷ phát tài, vạn sự như ý. Ở những các cái lồng đèn. Mai, đào, các loại bông. Có những người mua cả nguyên cả một cái thùng pháo nữa. Hàng mua rồi miễn đổi hoặc trả lại. Mọi người dừng xe gắn máy cái là mua luôn. Ai mua cái gì thì bỏ vào cái rổ màu đỏ, sau đó có người tính tiền. Ở khúc này là viết chữ đấy. Chú sẽ ai muốn viết cái chữ nào yêu cầu, chú sẽ viết cái chữ đó. Đây, chúng ta sẽ coi thử chú viết chữ nhé. Viết chữ vàng trên cái giấy đỏ. Chợ này thì họp sáng đêm, và về càng về gần Tết thì chợ càng đông khách. Để giá hết thì là chúng ta cũng rất là dễ mua, như là chanh không hạt giá 35 ngàn, rồi chanh Đà Lạt 26 ngàn, không hạt 34-35 ngàn, xả là 13 ngàn một ký, tắc là 15 ngàn một ký. Chạy
Bến Tre 43.000, trên Đà Lạt 26.000, Bắc Lớn 32.000 một ký, dứa 10.000 một bó, chanh 50.000 một ký, 55.000. Còn bán bánh tét, tắc, rồi xoài. Đông vui nhé, cam, quýt. Đây thì người ta vừa bán rau củ quả và vừa bán trái cây. Đây các bạn sẽ nhìn thấy các cái loại trái cây này, như là xoài này, đu đủ này, hoa sống đời và cau. Các loại táo, hủ lê, sung. Cái ngày này thì trái cây gần như ai cũng mua để cúng, để trưng, nên là người ta không có nói thách nhiều, nói giá bán luôn, trả giá đôi khi người ta cũng không có bán. Đó, cam 14-15 ngàn, bưởi da xanh Bến Tre để ăn 35 ngàn một ký. Các loại quýt, 3.2, quýt, xoài, thanh long, các cái mầm quýt 65.000 một ký. Quýt này quýt gì vậy? Quýt Úc, quýt Úc cũng 60. Xoài cát Hòa Lộc bao ngọt rồi. Có những loại 40, những loại 15 ngàn. Những cái trái dừa, dừa mình mua về để kho thịt hoặc là uống nước. Cát Hòa Lộc trái xoài rất là bự, mọi người đang lựa xem những cái trái nào xanh nó còn cứng, cái vỏ nó không có bị dập hoặc bị hư gì cả, là mình sẽ để được lâu hơn. Đây thanh long, xoài. Lòng người đang bày lên cũng nhìn cũng rất là đẹp và tươi. Loại cát Hòa Lộc 40 ngàn, thanh long ruột vàng 50k một ký. Dạ. Ruột đỏ thì nhiêu đấy các? Ruột đỏ 35 ngàn. Dạ, cảm ơn. Bên trong này loại cát Hòa Lộc 60 ngàn một ký này. Phút dưới này các bạn thì ta mua cũng rất là đông. Nho, sơ ri, lê Hàn Quốc, lê đường 50 ngàn, lê Hàn 70 ngàn, lê đường 50 ngàn, quýt Úc, cam Úc, nho, quýt Úc 50 ngàn một ký. Nhiều người đi là mua bông quýt đường 30 ngàn một ký, loại nhỏ 65 ngàn ký, loại lớn hơn quýt Thái, quýt tiều. Cái trái quýt thì ăn một ký này cũng được khoảng 10-20 trái so với những cái loại trái nhỏ. Đây, xoài cát Hòa Lộc loại bự này 60 ngàn. Bánh này nóng đây. Bánh này nóng tròn đây. Bánh này nóng đây. Bánh này nóng tròn 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 đây. Bánh này nóng tròn
50 là nó xấu ra hơn chút xíu. Ta lọc ra ta bán với cái mức giá thấp hơn. Quýt đường 30, quýt đường 45k. Trái cây, mật hổ, táo các loại. Trái cây bà con cũng bán vãn, bơ chín, mãng cầu. Này, quýt Úc 50.000 một ký, siêu ngọt. Bom 60.000. Ở trong này khách cũng đang lựa này các bạn này. Bom trắng, này, bom xanh, bom tím, cam Úc, quýt Úc. 55.000. Mặc dù trời nắng nhưng mà cái lượng người đi cũng khá đông. Mọi người đi cạp xe luôn. Còn bên này người ta bán những cái loại như xoài cát Hòa Lộc này, rồi mãng cầu này, cam, nhãn. Này là xoài cát đen cao ngọt 30.000 một ký. Trời nắng nóng quá trời luôn nè, nắng nóng bể cả đầu luôn. Ở những cái xoài cát Hòa Lộc ra nó xấu một chút là 45.000 đu đủ. Chung là giá nào cũng có. Ở đây bên này là đang bán bưởi nha các bạn này. 60.000 một ký. Bưởi có cả cuống luôn, 60.000. Vỗ coi xem là cái trái nào nó sáu chục ngàn một ký. Lấy ký không đều không lấy đều không ở đó rồi làm gì có lấy đưa 5.000 đâu sập 5.000 cái bán chục lấy xuống đi.
đây những cái loại bưởi xấu mã hơn thì giá là 25.000 các bạn ơi. Đẹp mã hơn thì mắc tiền, xấu mã thì rẻ tiền hơn. Nguyên cái khúc này toàn bộ là trái cây thì các bạn nhìn thấy chủ yếu là bưởi này, rồi cam, quýt này. Đó, giờ xe ở đây thì kẹt thì chưa có đi được. Hết thì không có buôn bán gì được cả. Đó, nhãn, cam, bưởi, thanh long. Ở đây có cả trái Phật thủ này các bạn này. Cóc 15.000, thanh long bao ngọt 15.000, lê đường 50.000. Hồng 20, măng cụt 80, quýt đường 50, cá hỏa lộc 60k, bưởi da xanh 30k, bến tre, dưa hoàng kim 35k một ký, mãng cầu 45, 40 không bán, mãng cầu 45k. Lê đường 50k ký. Đấy, chợ này các bạn nhìn rất đông nhé, ai cũng lấn ra một chút nên là cái lòng đường nó nhỏ lại, mình di chuyển khó hơn. Dưa vàng, dưa hoàng kim là 30.000 cho một ký. Rồi, mãng cầu 45 cho tới 50 tùy loại, đu đủ. Cát hỏa lộc 30.000 một ký. Nói chung là đủ giá, dưa vàng, vú sữa, dưa hoàng kim. Mọi người cứ nói chung là dừng lại tiện đâu thì họ dừng đó. Hỏi dưa hoàng kim 30, dưa hoàng kim bơ là 50.000. Ít là 35, 40, 50, rất nhiều loại, nhiều giá. Đỏ bút sen bao ngọt 20.000 một ký. Còn có những loại bút sen nữa. Ở bên đây thanh long, mọi người đang lựa khí thế luôn này. Thanh long đủ 15.000 một ký. Thời điểm trưa này thì không phải là thời điểm đông, sáng sớm thì sẽ đông hơn các bạn ạ. Bưởi này khỏi chê luôn.
cái đồ cúng, xoài ngọt, lê, cam, quýt, trái cây, quá trời luôn. Đây là những hình ảnh về chợ trái cây ngày Tết, chiều ngày 29 Tết. Dưa hoàng kim, dưa lưới, cam, giá 12, 15, 14. Tuấn Dương xin tạm dừng video clip. Cảm ơn các cô chú anh chị đã dành thời gian để theo dõi. Hãy đừng quên bấm nút like, đăng ký kênh, ủng hộ Tuấn Dương ra nhiều video mới. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Và chúc tất cả có một cái Tết vui vẻ, đầm ấm, sum vầy. Nếu đây là lần đầu tiên theo dõi kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay, thì quý cô chú anh chị đừng quên bấm đăng ký kênh, bấm nút like, để lại comment ở dưới phần bình luận. Và hẹn gặp lại tất cả trong những video tiếp theo. Không qua được luôn, kẹt luôn.